Mở đầu chương trình là những thông tin về tình hình dịch COVID-19. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 6 giờ sáng ngày 2 tháng 1, thế giới có hơn 289,7 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 5,4 triệu ca tử vong. Còn tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.746.092 ca mắc COVID-19, đứng thứ 31 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi, với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 17.706 ca nhiễm. Theo Bộ Y tế, đến nay trong số ca bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đang điều trị, có hơn 6.300 ca COVID nặng. Bộ Y tế đã có văn bản số 11042 gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19. Người tiếp xúc gần F1 và có ít nhất 2 trong số các biểu hiện lâm sàng sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, giảm hoặc mất khứu giác, đau nhức đầu, tiêu chảy, khó thở, viêm đường hô hấp. Người có yếu tố dịch tễ không bao gồm F1 và có ít nhất 2 trong số các biểu hiện lâm sàng như trên. Người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2. Ca bệnh xác định F0 là người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp phát hiện vật liệu di truyền của virus PCR. Người tiếp xúc gần F1 và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2. Người có biểu hiện lâm sàng nghi mắc COVID-19, ca bệnh nghi ngờ và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2 và có yếu tố dịch tễ không bao gồm F1. Người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính 2 lần liên tiếp, xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1 với virus SARS-CoV-2 và có yếu tố dịch tễ không bao gồm F1. Người tiếp xúc gần F1 là người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp như là bắt tay, ôm hôn, tiếp xúc trực tiếp với da cơ thể với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác định F0 khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0. Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định F0 khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân. Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 4 năm 2021 theo giá hiện hành ước tính đạt 999,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2021, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 2,892 triệu tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm trước. Tuy nhiên, đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua, nhưng là kết quả khả quan trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới. 2022, toàn bộ ngành thủy sản hướng tới mục tiêu tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 8,73 triệu tấn, bằng 100,03% so với năm 2021. Trong đó, sản lượng khai thác khoảng 3,78 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng khoảng 4,95 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 8,9 tỷ đô la Mỹ, bằng 100,1% so với năm ngoái. Mục tiêu này được đặt ra dựa trên những thuận lợi như kinh tế thế giới tăng trưởng trở lại sau khi chiến lược tiêm vaccine cho toàn dân được thực hiện, dịch COVID-19 được kiểm soát, Việt Nam có lợi thế từ việc tận dụng các ưu đãi của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và FTA Việt Nam-EU EVFTA. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2021 đạt mức cao kỷ lục trên 48,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với năm 2020. Nhóm 10 mặt hàng chủ lực của ngành nông nghiệp có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó 6 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ đô la Mỹ, bao gồm gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tôm, rau quả, hạt điều, gạo, cao su. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu lâm sản năm 2021 đạt khoảng 15,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Google cho biết năm 2021 là năm nhảy vọt của thị trường fintech Việt Nam khi nền kinh tế Internet đạt giá trị 21 tỷ đô, xếp hạng 70 trên bảng xếp hạng toàn cầu và đứng ở vị trí 14 trên 50 khu vực châu Á. Thị trường fintech tại Việt Nam đang ngày càng đa dạng với nhiều ngành nghề như ngân hàng số, ví điện tử, mua trước trả sau, nhờ vào mức tăng trưởng khủng của số lượng các startup fintech mới đạt mốc 215% trong giai đoạn từ 2015 đến 2020.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ tín dụng và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông. Trong đó, thì Ngân hàng Nhà nước sẽ siết chặt bất động sản có tính chất đầu cơ, các dự án lớn. Còn những dự án phục vụ nhu cầu ở thực của người dân, Ngân hàng Nhà nước vẫn khuyến khích. Ngoài ra, thì trong năm 2022, Ngân hàng Nhà nước định hướng mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14%. Tuy nhiên, tùy điều kiện thực tế có thể tăng thấp hơn hoặc cao hơn do yếu tố lạm phát. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 28 tháng 12, Cục Thống kê Hà Nội công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân cả năm 2021 trên địa bàn Hà Nội tăng 1,77% so với bình quân năm 2020, là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Riêng CPI tháng 12 năm 2021 giảm 0,21% so với tháng trước và tăng 2,55% so với cùng kỳ năm 2020. Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố đang triển khai 149 dự án nhà ở, gồm 92 dự án nhà ở thương mại, cung cấp khoảng 34,69 triệu mét vuông sàn, 57 dự án nhà ở, cung cấp khoảng 6,64 triệu mét vuông sàn nhà ở. Giai đoạn 2022-2025, dự kiến thành phố sẽ có 76 dự án nhà ở thương mại hoàn thành, cung cấp 18,82 triệu mét vuông sàn nhà ở. Theo kế hoạch số 299 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào tổng sản phẩm trên địa bàn GDP của thành phố đạt 9-11%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 17-21%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 60-65%, chi phí logistics giảm xuống tương đương 14-17% GDP thành phố. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, dự kiến dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuy nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng 20-30%, nhưng Hà Nội cơ bản chủ động được nguồn cung. Trong đó, sản lượng gia cầm, thủy sản của Hà Nội đã đáp ứng 100% nhu cầu người dân, sản lượng thịt lợn, thịt gà đáp ứng 70-90%, còn lại Hà Nội sẽ nhập từ các tỉnh, thành phố khác. Theo quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 vừa được phê duyệt, Phú Quốc được định hướng trở thành đô thị loại 1 và thành phố du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế vào năm 2025. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 thì khách du lịch đến Phú Quốc đạt 10 triệu lượt khách, tăng bình quân hơn 27% một năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ của thành phố tăng bình quân hơn 18% một năm. Trong bối cảnh đại dịch diễn ra phức tạp, bức tranh sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong năm qua có sự phân hóa rất rõ nét. Hơn một nửa doanh nghiệp cho biết tình hình kinh doanh xấu đi vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước những khó khăn đối mặt với nhiều thách thức mới chưa từng có, nhiều doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, thực hiện mục tiêu kép, đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế. Đây chính là cơ sở, nền tảng quan trọng để năm 2022, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được phục hồi trong bối cảnh bình thường mới. Đại dịch COVID-19 tiếp tục tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp năm 2021. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã chủ động lên kịch bản ứng phó ngay từ khâu xây dựng kế hoạch nhằm đạt mục tiêu cao nhất có thể bởi sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với công ty cổ phần Đô Lương chúng tôi thì việc ảnh hưởng của dịch bệnh thì nó cũng thật sự nó cũng là rất lớn. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động. Tuy nhiên thì với cái tinh thần sáng tạo cũng như là thực thi tất cả các cái chỉ đạo nghiêm túc của nhà nước, của chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng có những cái quản trị rủi ro, kế hoạch phòng quản trị rủi ro và kế hoạch triển khai khắc phục các cái hiện tượng rủi ro. Thì trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà chúng tôi cũng đã vượt qua một cách rất là kỳ tích trong cái năm 2021 vừa rồi, và chúng tôi đảm bảo được thứ nhất là nguồn hàng, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên tăng thêm, quy mô triển khai sản xuất của chúng tôi thì năm 2021 cũng tăng thêm so với cùng kỳ năm 2020. Và doanh thu thì cũng vượt so với kế hoạch thì khoảng 18% và so với cùng kỳ thì khoảng 140%. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang dần thích nghi với trạng thái bình thường mới, các lãnh đạo doanh nghiệp phải tiếp tục cân bằng chiến lược cắt giảm chi phí mà không gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp, chuyển đổi số mô hình kinh doanh, cắt giảm các chi phí không cần thiết, đồng thời chuyển hướng đầu tư cho các yếu tố giúp tăng trưởng là các giải pháp quan trọng mà các doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2022. Để thích ứng nhanh và bắt nhịp đà phục hồi tăng trưởng của thế giới. Chúng tôi đa dạng hóa các sản phẩm dựa vào chuỗi giá trị hiện tại. Tôi đa dạng hóa, tức là ví dụ mình đang làm con chip đây, nhưng mình sẽ làm hoàn thiện ra sản phẩm cuối cùng ở đây. Đó, thì mình sẽ làm dần hoàn thiện và mình ví dụ là mình đang làm cái phần này thì có những cái sản phẩm lõi ở đây.
thì mình tiếp tục mở rộng cái chuỗi giá trị gia tăng ra. Mình làm tiếp, tức là mình sẽ đi cái kiểu không phải mình đi dàn trải như này, mình sẽ đi chiều sâu, rồi đào sâu trong cái lĩnh vực đấy để làm tiếp tục đến cốt lõi của sản phẩm đấy, để mình trở thành nhà sản xuất mình có chiều sâu nhất, chứ không phải độ rộng lớn nhất. Chúng tôi thì đang có mấy đơn hàng đi Mỹ, mấy đơn hàng đi Hàn Quốc. Chúng tôi cũng rất là mong muốn để tìm thêm được những cái khách hàng và sẽ có những cái hướng phát triển tốt hơn, kể cả thị trường nội địa lẫn thị trường xuất khẩu trong năm 2022 tới. Có thêm kinh nghiệm, bài học ứng phó sau năm 2021, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn bày tỏ nỗi lo cho sự bất chắc của năm sau. Dự báo năm 2022, bối cảnh chính trị và dịch bệnh COVID-19 trên thế giới sẽ tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước cần có sự chuẩn bị tốt hơn nhằm thích ứng hiệu quả. Tiếp theo chương trình là một số thông tin nổi bật của một số địa phương. Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định số 1552 phê duyệt quy hoạch phân khu vực Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng hơn 1.289 ha, trong đó diện tích đất xây dựng khu đô thị tập trung là 605,5 ha, đất xây dựng các khu chức năng là 84,49 ha, đất ngoài dân dụng là 599,68 ha, quy mô dân số đến năm 2035 khoảng 25.000 người. UBND tỉnh Quảng Trị đã có thông báo về việc công bố thông tin dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư PPP, dự kiến thời gian thực hiện dự án trong 50 năm, trong đó giai đoạn chuẩn bị dự án và đầu tư xây dựng từ năm 2021 đến 2024, thời gian vận hành thu phí hoàn vốn là 47 năm 4 tháng, nhu cầu sử dụng đất dự kiến là hơn 265 ha, trong đó diện tích đất dùng chung là trên 177 ha, diện tích đất khu hàng không dân dụng là 87,7 ha, tổng mức đầu tư của dự án dự kiến cho cả hai giai đoạn là hơn 5.800 tỷ đồng. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa trình thẩm định khoảng 323 dự án với diện tích hơn 3,1 nghìn ha để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Qua rà soát chỉnh sửa, có 295 dự án đủ các điều kiện để triển khai trong năm tới với diện tích hơn 2,5 nghìn ha. Các dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 có 252 dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang để thực hiện tiếp, chỉ có 43 dự án đề xuất mới. Trong kế hoạch sử dụng đất năm tới, thành phố Biên Hòa sẽ tiếp tục triển khai mở rộng 4 khu công nghiệp là Amata, Hồ Nai giai đoạn 2, Giang Điền và Tam Phước. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị chính phủ các nước không nên giảm các hạn chế phòng dịch COVID-19, trong đó có việc giảm thời gian cách ly, mặc dù các phát hiện ban đầu cho thấy biến thể Omicron có thể khiến bệnh tình người mắc ít nghiêm trọng hơn so với các biến thể trước đó. Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO nhấn mạnh rằng các nước cần cẩn trọng trong việc giảm các biện pháp hạn chế phòng dịch, đồng thời cho rằng ở thời điểm hiện tại không nên có các thay đổi trong chiến thuật và chiến lược phòng dịch vốn chỉ dựa trên cơ sở các nghiên cứu ban đầu và sơ bộ về Omicron. Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO đưa ra tuyên bố trên sau khi Tây Ban Nha thông báo rút ngắn thời gian cách ly đối với các ca mắc COVID-19 từ 10 xuống còn 7 ngày. Mới đây, Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu đã để ngỏ đề xuất về mức giới hạn nợ công riêng cho từng quốc gia thành viên. Đây là một phần của đề xuất cải cách Hiệp định Ổn định và Tăng trưởng dự định công bố vào giữa năm 2022. Ủy viên kinh tế EU Paolo Gentiloni cho rằng, không thể áp dụng một mức giới hạn nợ chung cho tất cả các nước thành viên, vì hiện nay giữa các nước có sự khác biệt quá lớn. Theo đó, sáng kiến cải cách của ông sẽ đề ra giới hạn nợ công riêng cho mỗi quốc gia và Ủy ban châu EC cần được trang bị các công cụ hiệu quả hơn để thực thi các quy tắc ngân sách. Theo quy định của Hiệp hội Ổn định và Tăng trưởng, vốn đã tạm ngừng áp dụng trong thời kỳ đại dịch COVID-19 hoành hành. Các nước EU phải duy trì thâm hụt ngân sách dưới 3% GDP và nợ công dưới 60% GDP. Giá thực phẩm đang ngày càng đắt đỏ và nhiều chuyên gia dự đoán xu hướng này sẽ không thay đổi trong năm tới. Nhu cầu gia tăng, chi phí vận chuyển và phân bón tăng cao, thời tiết xấu khiến cho giá thành nhiều thực phẩm như ngô, đường, cacao tăng vọt. Điều này đã khiến giá thực phẩm toàn cầu đi lên. Trong năm 2021, chỉ số giá thực phẩm FAO đã tăng tới mức cao nhất của 10 năm. Những biến động xuất phát từ đại dịch như thiếu lao động đã đẩy giá thực phẩm khi nhu cầu tăng, đặc biệt là ở Trung Quốc. Ngoài ra, thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt còn khiến tình hình tồi tệ hơn. Nhiều công ty còn đối mặt với tình trạng giá bao bì đắt đỏ
chi phí phân phối cao và lương tăng cho người lao động, khiến sản phẩm khi đưa ra thị trường sẽ có mức giá cao hơn. Một số yếu tố này có thể được giảm nhẹ trong 12 tháng tới, nhưng ở thời điểm này, các nhà sản xuất dự đoán sẽ không có nhiều thay đổi. Những hãng lớn như GrabHands và Modelands đều tuyên bố kế hoạch nâng giá sản phẩm bán lẻ vào đầu năm 2022.